đây giao dịch. Cái vả thì bao tiền đấy? Cái lá này ăn được đấy. Ăn được, chục rưỡi. Lá ăn được. Mới nghe thì chưa chưa được. Nhiều mà. Còn quả thì nó chi chít sướng lắm. Sung mật, quả sung mật. Quả sung đúng không? To nấm nấm này. À, thế là cây vả. Cây vả đấy không? Đấy. Nóng vả cũng như lòng sung. Cái này chơi sướng sung. Nhưng mà chơi chơi sao người ta quả được. Nuôi thôi. Cứ nuôi thì ra được. Ở họ dọc của đất cây nó như ngón chân cái, nó còn chín quả. Lấy là cây thế mà. Cái lộc nó sau nó đỏ của nó. Lộc của nó nên nó là cây thế mà. Ở nhà có cây vả ít người có lắm. Phố rồi này. Lấy bao nhiêu? Cái này trên Tây Bắc người ta ăn sống. Bao nhiêu? Chưa bán được. Không. Xưa là đi đánh thật thật đi. Cái dạng đấy phim đấy. Đồng lắm. Xem có giao dịch không? Đây, cái xin. Ok, mua cho vẹn ngày xưa mà. Đấy, mỏng dính rồi. Chán đi bán đấy. À, lấy bao nhiêu quả? Bên đi mỏng dính. Nó rất già rồi, nó mua cho vẹn lâu mà chục năm đấy. Cứ chia chậu lâu năm mà là trồng cái khay mỏng là sau vệ nó rất mỏng. Lấy bao nhiêu thì quả? Bố phải như thế này rồi. Thì chợ vẹn đi hôm nào nào thì phải mua nhiều mua cây về. Đấy, cái này. Nhanh như xanh thì lại chợ mới đầy. Đấy, cái đấy nó vẹn điện thân dù. Dưới là bé tí nhỉ. Bác này bác vừa mới chở taxi mấy cây này xuống. Đây là cái bạch thiên hương. Được cái dòng này hoa thì rất là xiên. Củ to đấy. Bạch thiên hương củ to đấy. Không biết bác chủ đâu rồi. Vừa lại quên chưa hỏi. Cái này bao nhiêu đấy bác? Cái này bao tiền đấy? Bạch thiên hương nhỉ? Cái này cái lục rành đấy. Rành sau lá tròn đấy nhỉ? Lục rành đấy. Ừ nhỉ. Nhìn như bạch thiên hương nhỉ? Bao tiền cây này đấy? Cái này em lấy anh đấy 1,7 triệu. Thu về làm bonsai được. Ôi cái này củ của nó làm bonsai tuyệt vời. Bởi vì nó mình ở đâu mà chả thấy mới lên đây mấy nhỉ? Anh hôm nay bắt đầu lên. À ở đây. Bác đọc cọc số của bác em lưu ở đây. 0965. 0965. Rồi. 224. 224. 728. 728. Bác tên gì? Của anh đúng không? Ờ rồi. Anh cảnh sát rồi con cứu của em. Ờ rồi rồi. Bác tên gì nhỉ? Anh tên là Nhất. À Nhất. Em Mena làm gì? Em mà. Dạ. Anh ấy ạ. 2T bonsai. À 2T bonsai. Cứ ra chợ suốt. Ờ hôm nay anh đi lên đây. Ok, di đoàn lên cho vui. Rồi em cứ xem đi. Rồi rồi bác. À con báo giá sơ bộ mấy cây kia cái của mình thôi. Cái này bao nhiêu? Cái này 5 triệu. Còn cây kia? Mỗi cây trong đấy là 7 triệu một cây. 7 triệu một cây. Ok. Rồi rồi bác. Thế là biết giá rồi. Biết giá biết số. Xem cái cây bạch thiên hương này. Nó là bạch thiên hương đấy các bác. Mình dành họ thì mình dành thôi. Đây nhá các bác nhá, về nếu mà làm tán rộng ấy thì không bỏ cái tay này, nuôi cái tay này cho phồng chỗ này lên, bỏ cái bên này đi. Đấy. Và xong nó đầy cái chỗ này lên nhá thì bỏ cái tay này đi kìa, hoặc là nuôi cái này bỏ cái này đi làm cái rừng, đại loại làm cái nón này này, nhưng mà được cái cốt chân bệnh hay, con nào thì chịu khó nuôi được, bệnh khi đường nó nhanh đấy. Mới có cái củ bệ rồi thì ok. Để trong cái tải này khó. Trong cái tải này khó.
dưới chắc là còn chân bệ nữa đấy. Còn chân bệ. Cái hoa này rất là thơm. Rất là thơm. Đấy, còn cái tán này thì các bác thì không cần quan tâm nhiều. Quả đây. Quả. Như xì rúc lên dày. Alo. À đây đây, em đằng sau anh đây. Em đằng sau anh. Đây 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 người. Vừa lại báo bao nhiêu tiền quên mất rồi, quên sửa rồi. Ôi, anh Thanh à? Anh à? Dạ. Ui ơi. Có tiếng túc túc gì? Và đang có cái hồ trong đấy mà. Mua được chưa anh? À vâng. Tí chạy tí không là xong rồi. Cái bạch thiên hương củ co thế. Đấy, cắt về được. Vừa vào chiều rưỡi à, vừa vào chiều rưỡi vừa cắt nhẹ luôn đi nhá. À, đây nhá, cái này phải nuôi lại nó phồng chỗ này, sau rồi cắt sau đấy, nói chung là sấn làm như mẫu đơn ấy. Cái này đẹp quả. Có cái cây này ở cái công ty anh có này. Thơm, cái này thì thơm, hoa nó bền hơn mình đánh. Hoa nó nhiều hơn. Sao nhìn lúc về đi nhỉ? Tí nữa. Chắc là to to này chả ai hỏi. Cắt luôn chứ. Hả? Cắt luôn. À nhưng mà nó đất hơi nhiều. Cắt trồng tiếp. Chậu nhà anh có à, chậu này á. Chậu này khả năng phải sâu lòng nhỉ. Sâu lòng ở nhà có cái sâu lòng không? Này nó sao sấn bỏ hết đến đây thôi. Tí xem xong rồi chú tiếp đến nhà chú. Cũng được. Rẻ thì múc không thôi, cũng hay đấy này. Ừ, được mà, cái này hay là chỗ cuội ở chỗ nó thơm, nó bền, nó dễ, nó dễ cuội. Đây là nói đảm bảo cho chú chết đi. Đấy. Có lấy tiền không? Dạ. Có lấy tiền không? Tí nữa, tí nhỉ. Xong rồi à? Giao dịch cây nào rồi đấy bác? Hả? Giao dịch cây nào rồi sao đấy mà đến tiền rồi đấy? Đó là cái đấy luôn. Tiền. Hôm nay u bị ghê nhỉ. Có cái chân đi tốt quá. Được, ai về mua về làm thì làm. Họ này họ đi làm lại rồi. Đúng quá này nè. Kiếm được con này là hiếm. Đấy. Mùa hè. Hoa rơi cửa Phật rồi. Kể cả thằng nào có cây hoa cũng mua được. Hoa rơi cửa Phật rồi. Nhưng mà con này hay hơn. Con này đấy, về xử lý. Con này độ trường. Cái này là xanh này bệ rất nở. Cái dòng lá này. Lóng dòng lá thì bệ nở. Nhớ xe ra. Đi sửa nhờ cái tay kia. Vâng. Anh có bận gì không? Hả? Anh có bận gì không? Lấy xong rồi chỉ ngày hôm nay sáng mai anh Sài Gòn sớm rồi. Bao nhiêu công lăn nữa của ông ấy có phải đi chơi đưa vào đi vài nước không? Bán. Biết là như thế. Giá luôn đi xong rồi. Không. Trả được bao nhiêu trả thôi. Ui, thảo về làm gần không học xe rồi. 3 cái 500. Đấy. Đại ca, châu lưu em 8 lít, được em đấy. Thế thì lại dành mua xanh thôi. Không, cái quà thôi.